Tin mừng theo Thánh Matthew. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em người. Judah sinh Phares và Zara bởi bà Tamar. Phares sinh Esrom, Esrom sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nashon, Nashon sinh Salmon, Salmon sinh Boaz do bà Rahab, Boaz sinh Jobed do bà Ruth, Jobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uria, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Aza, Aza sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozia, Ozia sinh Joatham, Joatham sinh Achaz, Achaz sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Zechariah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Zechariah sinh Salathiel, Salathiel sinh Zorobabel, Zorobabel sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eleazar, Eleazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Gia phả của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một Thiên Chúa ở trên cao, nhưng là một Thiên Chúa đi vào và dính bén với trần gian. Người chấp nhận cho trần gian dính vào mình để thánh hóa nó. Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã chấp nhận đi vào một dòng dõi đầy bẩn nhơ để thánh hóa và cả trần gian, biến trần gian thành nơi đáng để sống và đáng để yêu.